Dạ, Phong Sa Mốt xin chào cô chú anh chị ha. Wow, cái cầu, cái cặp rồng đẹp quá các con cô chú ơi. À, mừng từ lưu hả con cô chú ha. Dạ. Ôi rồi, quá đẹp luôn. Đẹp quá. Ừ, đẹp. Ôi rồi, mấy cái này. Ôi rồi, khủng khiếp một. À, người dân cũng đến để chụp hình, quay phim rồi nha bà cô ha, chụp hình kỷ niệm rồi. Dạ đó, hồi quá. Dạ. Yeah. À, cái chị này chị đang coi chụp hình hả? À, dạ thì bây giờ Phong Sa Mốt thấy có mấy anh mấy chú ở đây điều tiết giao thông nha bà con cô chú ha. Dạ. Đó. À, chứ không ấy là xe ủng tắc nha bà con cô chú ha. Dạ. Ồ, đẹp không? Không. Người dân Tư Bình Hiệp cũng hãnh diện với cây cầu và cặp rồng này lắm nha bà con chú ha. Và cầu này thì cái cầu này có tên là cầu Bà Sản nha bà con chú ha. Dạ. Để nó hơi bị nghịch ánh sáng mà con chú không cảm thấy nó. Dạ. Nó làm bằng từ chất liệu mà sành sứ nha bà con chú ha. Mình lấy cái lưu rồi đó. Là một sành sứ nha. Cái này là sành sứ, này là do chú Tấm Giang. À, chú Tấm Giang tài trợ nha bà con chú ha. Dạ. Và chú Tấm Giang là cũng là người của ở phường Tư Bình Hiệp ha. Còn cái người mà tạo ra cái kiệt tác tác phẩm này là do anh Minh Thuận. Dạ. Do anh Minh Thuận mình tạo tác ra. Có ý tưởng và tạo tác ra ha. Dạ. À, có cái anh này. Anh đi quay mình dẫn chó heo thôi. Trời ơi, à anh này biết rồi, Phong Sa Mốt biết anh này là anh này ở trên Hòa Lợi ha. Dạ. Hồi hồi đó. Hồi đó có vô Hoa Viên á. Hoa Viên Dương có quay lần. Nó biết bán giấy số. Đó, đúng rồi, nó có biết qua bán giấy số đồ này kia kia nọ là ờ. À cái này nó biểu diễn là mình quay. Có khán giả ta xem mình. Đấy, chỗ này chỗ một cô gái, một cô gái. Chắc chưa, chắc cô gái. Rồi. Rồi nó đang ngậm một con chú ha. Dạ. Đây là cái hồi đó thì anh có lên trên Hoa Viên có ghi hình lần. Dạ. 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 Rồi ha. Rồi, chào anh nha. Rồi. Dạ. Dạ, sau khi Phong Sa Mốt ghi chú chó xong rồi bây giờ mình chủ yếu lên đây mình ghi cái cầu nha bà con chú ha. Đây cái cầu đây là để chữ Tương Bình Hiệp nha bà con chú ha. Dạ, đây là phường Tương Bình Hiệp. Dạ. Đẹp không? Quay cận cảnh cho bà con của chú xem ha, những đầu rồng ha. Đây. Dạ. Đây, những cái lu, cái hũ này, cái lu. Cái này, cái lu, cái hũ gì, cái khạp, cái máy gì nha bà cô chú ha. Dạ. Yeah. Tùy theo chỗ kêu. Lu, hũ, khạp, cái gì đó. Dạ. Yeah. Cái này là của chú Tám, Tám Giang, chú tài trợ ha. Dạ. Cái tổng cái chiều dài của nó là 22 mét nha bà cô chú ha. Dạ, bên đó thì hai người đang xem 22 mét. Đây là cắt cái lỗ đó. Dạ. Cái này là chưa có xong nhưng mà cô chú hay nghe nói là còn sẽ giảm giá thêm lắp cái những cái khoảng trống này nè bà cô chú ha, sẽ lắp cho kính lại nha. Dạ. Cái những khoảng trống này nè, dạ, sẽ lắp cho kính lại rồi khi nó không chạy đèn. Đèn sẽ chạy dắp vòng ha, mấy cái đèn nhấp nháy đâu này con chú ha. Dạ. Wow, đẹp nè. Dạ. Phong Sa Mốt đi ngược qua bên đây nha mà cô chú ha, đang quay đang cho thấy cái cặp rồng cho nó rõ nha. Dạ. Giờ cũng gần tối rồi ha. Dạ, khoảng tối tối thì bật đèn lên thì mới khá là đẹp nha bà cô chú ha. Dạ.
thấy anh em cô chú anh cô chị cô chú anh chị ha, dạ đi đến đây để ghi hình ha bà cô chú ha, gửi lên cho cô chú anh chị xem. Dạ đẹp không? Thì đây dưới cái nền này là hãm cái cỏ xanh ha bà cô chú ha, dạ hãm cỏ xanh cỏ nhân tạo nha bà cô chú ha. Dạ đây có mấy cái đèn này, tối mấy cái đèn này là soi sáng cái cặp rồng này ha bà cô chú ha. Dạ. À, có mấy cô mấy chị đang có bệnh để chụp hình nè bà cô chú ha. Dạ. Phường phường Tương Bình Hiệp mình năm nay âm tịch lớn ha. Dạ rồi nổi trội ha. Bà con cô chú mình cũng biết đến cái toàn đất nước Việt Nam mình ha, cũng biết đến cây cầu thì cũng như là biết đến cái phường Tương Bình Hiệp ha, và cũng như là biết đến cặp rồng này nha bà con chú ha. Dạ cầu Bà Sáng, coi cầu này là cầu Bà Sáng ha, có cái tên đằng kia nghe nó hô làm thì khi làm thì dỡ cái cầu rồi dỡ cái tên nghe nói vậy mà không biết phải không. Dạ trước cây cầu phải có cái tên mà giờ có cái tên không thấy ha. Dạ thấy xe ở ngay trong cái đầu là làm bằng cái composite gì nha bà con chú, chứ không phải là bằng gò bằng sành sứ nha bà con chú ha. Dạ chỉ có cái thân thôi. Dạ còn trên đầu không phải bữa phòng số 1 có đụng mấy trên đó rồi lúc mà chưa gắn á, thì phòng số 1 rồi cái nó mềm mềm mà nó nhảy xiêu nó mỏng dánh à mà nó nhảy tưng à, không phải bằng gỗ nha bà con chú ha. Nhưng mà sơn phết màu lên thì nó giống như bằng sành bằng sứ rồi. Dạ còn mấy cái này thì bằng sành bằng sứ nha. Dạ. Đó mấy cái này bằng sành bằng sứ ha. Dạ mấy cái điểm hỏi này mốt phải hoàn thiện lại nha bà con chú ha. Dạ đó, phải hoàn thiện lại cho nó đẹp đẽ một xíu ha. Dạ. Họ công phu lắm nha bà con chú, cái tuổi này cũng độc lạ ha. Dạ độc lạ Bình Dương ha. Dạ chuyện ta đây nha. Dạ thì đến đây phòng số 1 cũng sẽ kết thúc clip ha bà con chú ha. Thì cuối clip cũng nói xin chúc cho tất cả bà con thường chủ mình trước hết thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn ha, thành công trong mọi công việc. Nhớ ủng hộ kênh phòng số 1 chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Và bye bye, xin chào.